A hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện anh tải ngay về giách. everybody cô xin chào tất cả các con và chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với lớp học của chúng ta ngày hôm nay uhm, vậy là chúng mình đã cùng nhau đi gần hết cuốn sách English to Family and Friends rồi đấy uhm, chúng mình có buồn không nhỉ chứ cô thì cũng thấy hơi buồn một chút nhưng mà bên cạnh đó cô cũng rất vui vì đã có cơ hội đồng hành cùng chúng mình suốt cả tất cả những suốt qua tất cả những cái bài học vừa rồi và ngày hôm nay mình đến với bài học cũng là bài học cuối cùng của cuốn sách này là về culture culture ừ, vậy cho câu hỏi nhá là chúng mình có ai biết là culture có nghĩa là gì không Um, culture có nghĩa là văn hóa và như ở trên màn hình đây chúng mình có thể thấy là rất nhiều bạn với những cái màu da cũng như là màu tóc khác nhau đúng không và hẳn là các bạn cũng sẽ đến từ những cái quốc gia khác nhau và mỗi một quốc gia thì lại có những cái nét đặc trưng văn hóa vô cùng là thú vị đấy và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là những cái quốc gia này có gì đặc biệt ok? và đến với bài học thứ nhất là countries and flag có nghĩa là những quốc gia và những lá cờ ừ hay còn gọi là quốc kỳ ấy thì cô chắc chắn là bạn nào trong lớp mình cũng biết là quốc kỳ việt nam trông như thế nào có đúng không nhở ừ vậy còn những quốc gia khác thì sao ok vậy ngày hôm nay chúng mình hãy cùng tìm hiểu xem nhé nào, đến với bài tập thứ nhất. Chúng mình có listen, point and repeat. Ở bài tập lần này chúng mình sẽ nghe, chỉ và nhắc lại. Ok. Nào, đầu tiên hãy cùng cô nghe băng đọc một lần tất cả tên của những quốc gia này nhé. Listening 96. Listen and point. Vietnam. Korea. The USA Thailand Switzerland The USA Okay. Vậy là chúng mình vừa được nghe băng đọc một lần tất cả những quốc gia này rồi. Vậy các con có biết được tất cả những cái đất nước này trong tiếng Việt thì mình nói như thế nào không nhỉ? Ừ, cô tin là hầu hết các bạn cũng đều biết được rồi đúng không? Ít nhất là xem nào Việt Nam Việt Nam Cái lá cờ đầu tiên, cờ đỏ sao vàng Thì không còn gì xa lạ với chúng mình nữa rồi Thì đó là quê hương của chúng mình mà đúng không nhỉ? Còn tiếp theo mình đến với Korea Korea đây là một đất nước mà có nền văn hóa rất là nổi tiếng ở nước mình Với những cái bộ phim truyền hình này, cũng như là ẩm thực như kiểu kim bop rồi tteokbokki. Ừ. Vậy thì đây là đất nước gì? Đất nước Hàn Quốc đúng không nhở? Tiếp theo đến với đất nước thứ ba là có The USA. The USA. Ừ, cái là câu này các con có thể quen không? Cũng như là cái tên này ừm rất là quen đúng không nhở rất là quen thì đây là đất nước mà có tượng nữ thần tự do ấy đất nước nào nhở nước mỹ đúng không nước mỹ hay còn gọi là nước mỹ có tên khác là nước gì là đất nước gì thực ra nó không hay đi cùng với từ nước hoặc là từ quốc gia đâu một tên khác của nước Mỹ là Hoa Kỳ đúng không? Hoa Kỳ. Và tiếp theo đến với bức tranh thứ tư chúng mình có Thailand. Thailand. Ừ, nghe quen nhỉ? Tại vì thực ra từ tên của quốc gia này trong tiếng Việt nó cũng gần giống với lại là cách phát âm trong tiếng Anh cũng như là cách viết trong tiếng Anh. Đây là đất nước một trong số những đất nước anh em của chúng mình là nước Thái Lan đúng không? và mình đến với đất nước cuối cùng đây có lẽ là cô nghĩ là đất nước mà lạ nhất à, với chúng mình ừ, nước này đọc là Switzerland Switzerland ừ, tên của nó cũng hơi dài hơn đúng không nào đọc cùng cô nhé Switzerland và đây là một đất nước ở châu Âu hà tên tiếng Việt của mình hay gọi là thụy sĩ OK, ừ, vậy là chúng mình đều đã biết được tên của tất cả những quốc gia này bằng tiếng Anh cũng như là bằng tiếng Việt rồi. Vậy bây giờ hãy cùng cô nghe lại một lần nữa và lần này khi mà nghe đến là băng đang đọc tên của quốc gia nào thì chúng mình hãy chỉ vào lá cờ quốc gia đó cho cô nhé. The USA, Thailand, Switzerland, Vietnam. Korea. Listen. Okay. Ừ, chúng mình đều đã làm được rồi đúng không nhỉ? Ừ, nó rất là đơn giản thôi, nó chỉ là một bài tập để mình nhận biết tên và cách đọc thôi, đúng không? Và bây giờ đến với phần cuối cùng thì mình sẽ listen and repeat, có nghĩa là chúng mình sẽ nghe và sau đó chúng mình sẽ nhắc lại theo băng nhé. Listen and repeat. Vietnam. Vietnam, Korea, Korea, the USA, the USA, Thailand, Thailand, Switzerland, Switzerland. Uhm. Ừ. Vậy là mình đều đã nghe được rồi đúng không nhỉ và mình đã đọc được rồi nữa. Uhm, cô nghĩ hy vọng là các bạn cũng đã ghi được vào vở rồi. Còn nếu mà các bạn chưa ghi được hết tất cả tên của những quốc gia này cũng như là Ừ, bằng tiếng anh cũng như là bằng tiếng Việt và vở thì cô sẽ cho chúng mình một 30 giây để chúng mình hoàn thành nhé Ok, chúng mình đã xong chưa nhỉ? Ừ, tôi tin là đều chúng mình đều đã xong rồi có đúng không? Nào đến với bài tập thứ hai. Và bài tập này chúng mình sẽ listen and point. Nghĩa là chúng mình sẽ nghe và sau đó chúng mình chỉ, ok? Nào, đầu tiên là cô muốn mình nghe một lượt đã nhé. Listening 97. Listen and point. One, I'm Ji Ho. I'm from Korea. Two, I'm Fong. I'm from Vietnam. Three, I'm Kanak. I'm from Thailand. Four, I'm Ruby. I'm from the USA. Five. I'm Lena. I'm from Switzerland. Ừ. Vậy là mình đã vừa nghe một lượt tất cả những cái bạn này tự giới thiệu về tên cũng như là về quốc gia, quốc tịch của mình rồi, có đúng không nhỉ? Vậy thì các con đã chỉ được chưa và đã nhận biết được là bạn nào nói trước, bạn nào nói sau chưa nhỉ? Ừ, vậy bây giờ hãy cùng cô kiểm tra lại xem là chúng mình đã nghe. Đúng chưa nhá? Listening 97. Listen and point. 1. I'm Ji -ho. I'm from Korea. Ok, chúng mình có bạn Ji -ho from Korea, đúng không nhỉ? Đây mình thấy có quốc lá cờ của nước Hàn Quốc ở đây đúng không? Jiho đến từ Hàn Quốc Two I'm Phong I'm from Vietnam Ok Và mình có I'm Phong. I'm from Vietnam Vietnam. Đây đúng không? Cái là cờ không còn gì xa lạ với chúng mình nữa rồi Nào tiếp theo nhé Three I'm Kanak. I'm from Thailand. Four. Đấy, đúng không? Bây giờ đến bạn thứ ba này đúng không? I'm Kanak. I'm from Thailand. Thì đây chúng mình có bạn Kanak from Thailand. Chuẩn chưa nhỉ? I'm Ruby. I'm from the USA. Hmm, đến bạn gì nhỉ? Bạn Ruby đến từ đâu? Đến từ nước Mỹ. Nước Mỹ là nước nào ta? Ở đâu nhở? Ở trên hay ở dưới? Ừ, ở trên đúng không? Mình có I'm Ruby. I'm from the USA. Vậy ở đây là bạn Ruby from the USA. Và cuối cùng chúng mình có... Five. I'm Lena. I'm from Switzerland. Mm, ừ, I'm Lena. I'm from Switzerland. Và cuối cùng chúng mình có bạn Lena from Switzerland. Là bạn Lena từ Thụy Sĩ. Đúng không? Ok, vậy là chúng mình đã vừa cùng nhau nghe và kiểm tra lại cả bài hai này rồi và cô hy vọng là chúng mình cũng đều đã có thể biết cách để giới thiệu tên cũng như là quốc tịch của chúng mình với những bạn nước ngoài rồi có đúng không nhỉ? Ừ vậy bây giờ chúng mình hãy tự ghi theo cái mẫu mà chúng mình đã được nghe ở trong băng vào vở một câu giới thiệu tên và quốc tịch của chúng mình tương tự như các bạn đã vừa nói nhá. Ok, chúng mình có 30 giây. Ok, ừ, chúng mình đều đã hoàn thành rồi, có đúng không nhỉ? Well done everybody, cô xin chúc mừng tất cả chúng mình Ok, vậy là chúng mình đã vừa cùng nhau đi qua hai bài tập rồi Vậy hãy cùng cô đến với một bài tập tiếp theo cũng thú vị không kém Đấy là Point and Say Ở đây chúng mình còn thấy cái gì bên này không nhỉ? Bên góc này màn hình này Đây, chúng mình thấy bản đồ của của nước mình luôn đúng không? nào bây giờ chúng mình nhiệm vụ của chúng mình sẽ là chỉ và nói ừ. cái chúng mình có nhớ cái cấu trúc mà mình đã được nghe ở bài tập trước không nhỉ? I'm from I'm from ừ, tôi đến từ cái cấu trúc này thì nó không chỉ được sử dụng để chỉ quốc tịch hay là quốc gia mà chúng mình đến từ hay còn gọi là ừ đúng rồi là quốc tịch của chúng mình nó không chỉ như thế mà mình còn có thể sử dụng cấu trúc này để mình nói về quê của mình nữa quê ở đây mà cô nói đến là một tỉnh cụ thể ừ, ví dụ là như ở đây chúng mình có thể thấy có một ví dụ cô đã để sẵn trên màn hình rồi là I'm from Huế I'm from Huế ừ, tôi đến từ Huế ừ, không biết là có bạn nào ở lớp chúng mình đây đến từ huế không nhở huế rất là đẹp đúng không rất là thơ luôn và đó thì chúng mình đã hiểu trước là mình có thể sử dụng cái cấu trúc này để mình giới thiệu về quê hương cụ thể của mình hay là một tỉnh cụ thể là một tỉnh ok ừ, thì trong bức tranh này chúng mình đã được nhìn thấy có một vài những cái địa điểm những cái tỉnh đã được ghi trên bản đồ rồi đúng không nhở mình có Hà Nội. Hà Nội là thủ đô của chúng mình đúng không? Huế Đà Nẵng Ho Chi Minh City và Cần Thơ, right? Ừ. Vậy bây giờ mình sẽ giúp cô viết lại bốn câu, viết bốn câu còn lại ừ. ngoại trừ Huế, tại vì mình đã có về làm ví dụ trên màn hình rồi có đúng không mình sẽ viết bốn câu còn lại vào vở cho cô nhé và chúng mình sẽ có một phút ok Ừm, một phút của chúng mình sắp kết thúc rồi Ok, một phút của chúng mình đã kết thúc rồi um, Chúng mình đều đã làm được rồi còn đúng không? Vì thực ra bài tập này mình cũng đã có sẵn cấu trúc Cũng như là những cái từ được ghi ở trên bản đồ này rồi đúng không nhỉ? Vậy hãy cùng cô đến với bài tập thứ tư của chúng mình trong ngày hôm nay Là read and look, say Ừm um, Thì bài tập này chúng mình sẽ đọc nhìn và nói đúng không vậy bây giờ hãy nhìn sang cái bức tranh mà cô đang để mà trên màn hình trước nhé thì ở đây chính là những cái lá cờ những cái quốc kỳ mà chúng mình đã rất là quen thuộc từ đầu giờ đến giờ rồi đúng không nhở nước hàn quốc này thụy sĩ này mỹ này việt nam và thái lan đúng không vậy bây giờ nhìn sang phía bên còn lại thì ở đây chúng mình sẽ có những cái mô tả thì chúng mình sẽ cùng nhau đọc cái mô tả này để và xem xem là nó giống với hoặc là nó đang tả về cái lá cờ của nước nào và sau đó hãy giúp cô trả lời nhé. Ok, đến với bài câu thứ nhất thì mình có là This flag is red, white and blue. It has many stars. The stars are white. Hmm. Vậy ở đây thì cũng không có từ mới đúng không những cái từ này đều rất là quen thuộc rồi thì chúng mình có dịch được cho cô không nhỏ có dịch được giúp cô không nhở? Ừ, nếu bạn nào dịch được thì hãy dịch trước nhé rồi sau đó hãy nghe cô dừng lại là dịch câu này và sau đó thì hãy nghe cô dịch sau nhé ok ừ, thì câu này có nghĩa là This, uh, lá cờ này thì có màu đỏ, trắng và xanh. Nó có rất nhiều những ngôi sao và những ngôi sao này thì màu trắng. Ừ, vậy cái lá cờ này là lá cờ nước nào nhỉ? Mình để ý xem có những nước nào mà có ba màu là đỏ, trắng và xanh nhỉ? Ừ, Hàn Quốc thì cũng có đỏ này, trắng này, xanh này nhưng mà hàn quốc lại có mấy bạch đen xung quanh nữa đúng không vậy là mình không lấy hàn quốc được rồi còn việt nam và thụy sĩ thì chắc chắn là không rồi đúng không vậy là chúng mình chỉ còn hai ứng cử viên là thailand and the usa đúng không nào tiếp tục mình đến với dữ kiện thứ hai là it has many stars nó có rất nhiều những ngôi sao ừ, vậy là chúng mình đã loại ngay lập tức được bạn nào rồi nhỉ? Bạn Thái Lan, đúng không? Vậy thì ở đây câu trả lời của chúng mình sẽ là đất nước Hoa Kỳ, the USA, có đúng không nhỉ? Ừ. Và tiếp theo đến với câu số 2. Mình có this flag is red, white and blue. Ừ, ba màu thôi. Ít dữ kiện hơn một chút. À nhưng mà cô sẽ gợi ý cho chúng mình nữa là mỗi lá cờ thì mình chỉ dùng để trả lời một lần thôi. Ok, có nghĩa là những câu trả lời sẽ không bị lặp lại đâu. Nên là ở câu này thì hẳn là người ta đang nói đến nước nào nhỉ? Nước còn lại mà có ba màu đỏ, trắng, xanh đúng không? Là Thailand. Thailand ok tiếp tục đến với bức tranh thứ ba là có this flag is red it has a big yellow star quen lắm luôn này rất là quen luôn ấy ừ chúng mình đã lớn lên với lá cờ này với màu cờ này đúng không và đó chính là đất nước của chúng mình việt nam Tiếp theo đến với lá cờ thứ tư. This flag is red and white. Uhm, câu này thì chỉ có hai màu thôi. Hai màu. Thì mình quan sát trong tranh này cũng chỉ có hai lá cờ là có hai màu. Đó là chúng mình và các bạn từ Thụy Sĩ đúng không nhỉ? Vậy thì chúng mình đã là ở câu thứ ba rồi thì thứ tư hẳn phải là Switzerland đúng không? Switzerland. Và đến với câu cuối cùng. Ở câu này thì this flag has a blue and red circle. Ừm, lá cờ này có một vòng tròn với màu đỏ và màu xanh. Ừm, bạn nào có vòng tròn màu đỏ và màu xanh nhỉ? Chỉ còn Hàn Quốc thôi đúng không? Còn mỗi mình Hàn Quốc thôi thì Korea, Korea cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi này của chúng mình đấy. Ừ, vậy là mình đã vừa xong năm câu để miêu tả về những cái lá cờ này đúng không nhỉ? Ừ, không biết là các con có nhớ không ta? Nếu mà chưa nhớ thì đó chính là yêu cầu của bài tập số 5 của chúng mình là nói ở bài tập này thì mình sẽ quan sát những cái lá cờ này và mình sẽ miêu tả lại những cái lá cờ này ok ừ, và cô có một ví dụ với quốc kỳ của việt nam của chúng mình là đây it's red it has a big yellow star nó màu đỏ và nó có một ngôi sao lớn màu vàng ừ. và cô muốn đây cũng là một cái bài tập về nhà nho nhỏ cho chúng mình là chúng mình sẽ miêu tả những cái lá cờ còn lại mà chúng mình đã được học trong ngày hôm nay gồm có cờ Hàn Quốc Korea Cờ Mỹ The USA Và cờ Thailand Cũng như cờ Switzerland Là từ Thái Lan Và Thụy Sĩ okay. Ừ, ở bài thứ tư thì chúng mình cũng đã học được Một số những cái câu miêu tả Những cái lá cờ này rồi Và nếu mà có thể nhá Thì hãy giúp cô miêu tả hơi khác đi một chút so với lại là cái những câu mình học ở bài 4 được không? mình có thể sử dụng những cái từ khác đi này hoặc là mình có thể miêu tả một cái um, khác của lá cờ mà nó cũng giúp mình nhận diện được cũng nhở um, vậy là bài tập của chúng mình đến ngày hôm nay là của ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi cô rất là cảm ơn tất cả các con vì đã chú ý lắng nghe thank you and wish you all a great day also hope to see you guys again okay cảm ơn và hy vọng là chúc à, các con sẽ có một ngày vui vẻ cũng như là hy vọng có thể gặp lại các con ở những bài học tiếp theo nhé khóa học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của về rách